Thưa các bạn, cha tôi sinh năm 1930 và đi bộ đội cho những năm 50 và bị thương đã được đón về năm 56. Cha tôi không có trình độ văn hóa, do đó không công tác được ở tỉnh Thái Bình và đón về quê. Cha tôi được nhà nước cho cái nhà của địa chủ để ở. Cuộc đời sống nam nữ khổ cực, may có chế độ của nhà nước bao cho chút nên cha tôi cũng sống đạo đức làm người là chủ yếu. Nhưng những lúc khi con cái có tiền ăn bát để thì cha tôi mất. Bây giờ không biết cha tôi đang ở đâu. Những ngày 27 tháng 7 này thì tôi cảm nhận đấy đã hưởng được một chút gì về công sức máu đổ ở chiến trường chống Pháp của cha tôi bằng được miễn phí học cấp 1, 2, 3 về 50% học phí các bạn ạ. Nên càng nhớ cha tôi càng tích cực tu tập để xem cha đang ở đâu.